Thủ thành ghi bàn cũng không phải là chuyện quá đặc biệt, nhưng ghi bàn bằng một cú đánh gót đầy kỹ thuật mà lại ở phút 90+5 thì lại là chuyện khác. Thủ môn Martin Hansen của Ajax Den Haag trong trận đại chiến với PSV đã làm được điều không tưởng này. Xuất phát từ một tình huống cố định, Hansen bất ngờ tung cú đánh gót trong tư thế cực khó khiến toàn bộ hàng thủ và cả thủ thành của PSV không kịp trở tay, mang về chiến thắng kịch tính 3-2. Cả cầu trường gần như nổ tung sau bàn thắng quý như vàng này. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình đứng kèm dưới phần mô tả để ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Những tín đồ ruột của bóng đá đã không còn lạ lẫm gì với những thủ môn thích ghi bàn và còn ghi những siêu phẩm đẹp không thua gì các tiền đạo. Nhưng đặc biệt hơn khi những người gác đền này còn lập công vào phút cuối để đem về khoảnh khắc kịch tính đáng nhớ cho trận đấu. Và sau đây hãy cùng điểm qua những pha ghi bàn đáng nhớ ở phút cuối của những người hùng này. Ở trận đấu mở màn Eredivisie mùa giải 2015-2016, câu lạc bộ Den Haag đã bị PSV dẫn 2-1 tới phút 90+5. Trong pha tấn công cuối cùng của đội nhà, Hansen quyết định băng lên tấn công và nhờ đó anh đã ghi được bàn thắng gỡ hòa bằng một pha móc bóng kiểu bò cạp. Martin Hansen không phải là một thủ môn tài năng, nhưng với pha lập công siêu ảo này, tên tuổi của anh và câu lạc bộ Den Haag bỗng nhiên nổi như cồn. Tên anh xuất hiện ở khắp các mặt báo, còn những video ghi lại bàn thắng của thủ môn người Đan Mạch được chia sẻ đầy trên YouTube cũng như các trang tìm kiếm video khác. Ở vòng đấu thứ 25 giải vô địch quốc gia Na Uy giữa hai đội Vålerenga và Start cuối tháng 9 năm 2015, khi Vålerenga đang dẫn bàn 1-0 phút 66, Start được hưởng một quả đá phạt ngay vạch vôi giữa sân. Các cầu thủ Start đã nhường quyền thực hiện pha bóng cho thủ môn Håkon Opdal, người có chiều cao đến 1,88m và thường xuyên chịu trách nhiệm thực hiện những pha sút phạt tầm xa của đội. Từ giữa sân, phát hiện đồng nghiệp người Đức Sacha Buschet dâng lên khá cao, Opdal đã sút thẳng về phía cầu môn Vålerenga ở khoảng cách hơn 50m, bóng đi rất mạnh nhắm thẳng vào khung thành của Buschet. Dù thủ môn này đã kịp lùi về kịp thời và chuẩn bị tư thế đón bắt, bóng vẫn trượt khỏi tầm tay, cắm thẳng vào góc lưới. Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Vatnamo và Vatbert ở giải hạng 2 Thụy Điển năm 2013. Pha volley hiểm hóc của thủ môn Bjørn Arkesen xuất phát từ tình huống đá phạt góc ở phút 93 mang về chiến thắng quan trọng 3-2 cho Vatnamo. Trong trận đấu với Istria 1961 tại giải vô địch quốc gia Croatia mùa giải 2017-2018, Hajduk Split đã giành được chiến thắng nhờ pha lập công quý giá của thủ môn Karlo Letica ở những phút bù giờ cuối cùng. Đó là cú đánh đầu hiểm hóc khi trận đấu chỉ còn vỏn vẹn vài giây. Bàn thắng đó đã giúp cho Letica gây được tiếng vang trên khắp châu Âu. Oh,
bị Shakhtar Donetsk cầm chân 2 đều trên sân nhà ở lượt đi vòng 2 cúp UEFA năm 2007 và bị dẫn trước 1-2 cho đến phút 90 ở trận lượt về. Nhưng đương kim vô địch Sevilla khi ấy thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với người hùng ít được mong đợi, thủ môn Andres Palop, và đây chính là siêu phẩm của anh. Thủ thành người Hàn Quốc Jong Sung-ryong đã có bàn thắng đáng nhớ nhất sự nghiệp với cú đá tung lưới đối thủ từ khoảng cách chừng 90m. Thậm chí Jong Sung-ryong còn tỏ ra bất ngờ với bàn thắng của chính mình. Dù thi đấu ở vị trí thủ môn, huyền thoại bóng đá Paraguay Jose Luis Chilavert được biết đến với những pha sút phạt đẳng cấp khi sở hữu 67 bàn thắng trong sự nghiệp. Và đây chính là một trong những pha đá phạt đẳng cấp vào lưới Argentina của thủ môn người Paraguay. Trận đấu giữa KRC Genk và Onsa Bracken tại giải nghiệp dư hạng 2 tại Bỉ năm 2018, thủ môn Kevin France đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp, quân bình tỷ số 2 đều cho KRC Genk ở những giây cuối cùng của trận đấu. Cụ thể, anh đã thực hiện cú ngã người vô lê đưa bóng đi vào góc hiểm, giúp đội nhà giữ lại được một điểm quý giá. Câu lạc bộ America giành chức vô địch lần thứ 11 trong lịch sử sau khi vượt qua Azteca ở trận chung kết lượt về kịch tính. Trong đó, bàn thắng của thủ môn Moises Muñoz đã trở thành điểm nhấn quan trọng. Cụ thể, phút bù giờ thứ 3, Moises Muñoz lên tham gia trong tình huống phạt góc và đánh đầu ghi bàn sang bằng tỷ số 2 đều sau 2 lượt trận. Để rồi sau đó, America đã giành chiến thắng trên chấm phạt đền đầy cơn não. Vào ngày cuối cùng của mùa giải 1998-1999, Carlisle cần một phép màu để giữ cho đội bóng của họ không bị xuống hạng. Tỷ số 1 đều được giữ cho đến những phút cuối cùng và vô cùng căng thẳng. Tưởng chừng mọi hy vọng đã chấm dứt với đội bóng Carlisle thì ở phút bù giờ cuối cùng, từ một pha phạt góc, phép màu đã xảy ra đối với đội bóng này khi thủ môn Jimmy Clark lên tham gia tấn công và ghi được bàn thắng để đời trong niềm vui vỡ òa của ban huấn luyện và cổ động viên. Mọi người đã tràn hết xuống sân để ăn mừng cùng chiến thắng của đội bóng. Chú thỏ thấp bé Oscar Pérez đã ghi bàn thắng quý như vàng ở những giây bù giờ cuối, giúp đội nhà Pachuca gỡ hòa 2 đều. Pha ghi bàn diễn ra trong trận Pachuca đấu Cruz Azul ở giải vô địch quốc gia Mexico. Phút 90+3, khi Pachuca đang bị dẫn 2-1, gần như cả tập thể đội bóng này, trong đó có thủ môn Oscar Pérez, đứng hết trong vòng cấm để đợi quả đá phạt góc.
đó có thể là cơ hội cuối cùng để gỡ hòa. Từ chấm đá phạt, Jonathan Urreta-Vizcaya treo bóng nhắm thẳng đến cái đầu trọc của thủ môn Oscar Pérez, người gác đền có biệt danh chú thỏ bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng cổ Cruz Azul, gỡ hòa 2-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Vừa rồi là những khoảnh khắc thủ môn hóa người hùng, lập công ở những phút cuối. Nếu bạn thấy video thú vị, hãy nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!